Chào mừng các bạn đến với một tập khác của Game Bar. Tôi là Ellie. Và hôm nay tôi sẽ làm cho bạn một thực sự thú vị. Niềm vui mà bạn phải biết để tìm một số nơi thực sự tốt trong trò chơi. Sớm về vị trí của nó run, nét. Tôi sử dụng nó rất nhiều để nghiên cứu và tìm một số viên ngọc ẩn của riêng tôi trong trò chơi. Những vở kịch đó là trong những trò chơi đáng chơi. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách truy cập trang web tổng cái thông tin cơ bản về những gì bạn thực sự có thể tìm thấy bằng cách sử dụng công cụ. Nhưng trước khi chúng tôi vào, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi tập hàng tuần từ Game Bar. Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Một lời nhắc cho các bạn, cái đó đây chỉ là một công cụ để bạn tự nghiên cứu và có cơ hội tốt hơn để thể hiện cho dự án chơi game tốt. Tôi có nên tổng hợp trang web tiền điện tử khác cho game này không? Chỉ dành cho chơi game cổ nên hãy ghi nhớ điều đó. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi có trang chủ chính của trò chơi thông qua nên bạn có thể click vào logo chính thức, quay lại trang chủ. Tất cả dữ liệu được liệt kê ở đây. Bạn có thể nhấp vào nút này để thay đổi giao diện tối. Bạn không thích nó, bạn có thể chuyển sang màu nâu. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta đi đến tất cả những điều này từ trên xuống. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi sẽ thử chơi. Bạn có thể tìm kiếm tất cả các trò chơi đào tạo hàng đầu. Premium Gaming Lucency được thêm gần đây. Vì vậy chúng tôi đi đến trò chơi hàng đầu. Đây là tất cả các trò chơi hàng đầu. Các dự án có nghĩa là được liệt kê ở đây, dựa trên các thể loại. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thể loại bạn muốn chơi ở đây. Thích hành động phiêu lưu, nghệ thuật, cần bất cứ thứ gì bạn muốn. Và trò chơi này đều được đánh giá bởi điểm xã hội. Như bạn có thể thấy ở đây, bạn chưa biết về Social Psycho. Vì vậy về cơ bản điểm xã hội là kết quả của việc đánh giá hoạt động cộng đồng của trò chơi hấp thụ trên mạng xã hội đội Berlesan. Chúng tôi đã theo dõi hoạt động cộng đồng trò chơi Berlesan bằng cách xem số liệu từ kênh truyền thông xã hội của anh ấy. Nên thêm tôi to, trò chơi NFT có tín hiệu truyền thông xã hội mạnh mẽ sẽ có xu hướng phát triển vượt bậc trong số Berle đưa trong giao dịch tài sản. Điều này khá hữu ích đối với tôi để bổ sung vào nghiên cứu của tôi. Nhưng bạn phải hiểu rằng một dự án có mạng xã hội mạnh mẽ không có nghĩa là chúng là một dự án tốt. Vì vậy bạn cần phải đi sâu vào họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tiếp tục, bạn cũng có thể nhìn vào trò chơi hàng dự đầu án trên các blockchain khác nhau, chẳng hạn như Ethereum Engine Body trên Binance, Thẩm Mỹ Viện, tất cả các blockchain hưu trên thị trường tiền điện tử hiện tại. Và bạn cũng có thể nhấp vào đây để xem tất cả các trò chơi trên blockchain đó. Họ có rất nhiều blockchain được xây dựng trên đó. Chúng tôi đã trở lại và bạn cũng có thể nhìn vào thiết bị để tìm kiếm trang web, các Enderdrop phiên bản hoặc UC, một số áo khoác và trò chơi có sẵn trên nền tảng của bạn mà bạn muốn chơi. Và cuối cùng là trạng thái nếu bạn không biết về điều này. Có đến 6 trạng thái về trò chơi trên Berlesu và Đắc Lưới. Sống như vậy là trò chơi thực sự đã phát hành các phiên bản chính thức và có sẵn để bạn chơi và kiếm tiền ngay bây giờ. Alpha là phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Thường những người chơi Alpha là trong cộng đồng hoặc kinh nghiệm thử nghiệm riêng tư. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ việc thử nghiệm trò bán chơi. Bán lại là một trò chơi đang bán các công cụ để tham gia vào trò chơi. Và tốt hơn, tốt hơn là các phiên bản với tất cả các tính năng. Và những điều này dường như thường có sẵn để bạn đổ lỗi hoặc mã thông báo. Nhưng có thể có một số chéo ở trên, bởi vì chúng không phải là phiên bản chính thức. Chúng tôi cũng có trò chơi vẫn đang được phát triển, có bất kỳ phiên bản nào có sẵn để bạn chơi. Và cuối cùng là hủy một. Trang web được liệt kê tất cả thông tin mà chúng ta cần xem xét là ngành. Hơn nữa bạn có thể đi đến các tab đào tạo ở đây. Đây là sở thích của tôi, để hiển thị cho trò chơi đang thịnh hành trên mạng xã hội, những trò chơi ngắn nhất hoặc các trò chơi được truy cập nhiều nhất trong 24 giờ. Tôi thường vào tab này để thực sự xem cho một số trò chơi đang hoạt động tốt ngay bây giờ, về cộng đồng của họ, thị trường của họ và cả người mới bắt đầu và người thua cuộc. Bạn có thể thấy trò chơi nào đang trở nên lớn, điểm xã hội hoặc thua lỗ trong 24 giờ qua. Bạn có thể trông giống nhau cho người dùng, giao dịch theo khối lượng. Tất cả họ đều có dữ liệu ở đây và được thiết lập để hiển thị. Dữ liệu này chỉ có trên mạng Ethereum. Người dùng giao dịch theo khối lượng.
Vì vậy tất cả các trò chơi ở đây đều dựa trên Ethereum. Blockchain được thiết lập để hiển thị. Chương trình là chương trình, bạn có thể có một số trò chơi BCC hoặc Solana trên đây. Chúng tôi cũng có thêm ban đầu ở đây, mà bạn có thể tìm kiếm một số trò chơi. Chẳng hạn như được thêm gần đây vào địa điểm từ Darknet. Và trong trò chơi, nếu bạn muốn liệt kê trò chơi của riêng bạn trên trang web này, bạn có thể đi đến đây và áp dụng biểu mẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu. Nó hoàn toàn miễn phí. Ngoài các trò chơi, bạn cũng có thể nhìn vào các cuộc chiến ảo. Đó là một loại Metaverse. Và sau đó chúng tôi liệt kê tất cả các dự án, tất cả các tòa nhà xem trên Metaverse đó. Vì vậy như bạn có thể thấy ở đây, chúng tôi chỉ có đi xin chân. Đất đai và quá trình tiền điện tử như một Metaverse. Và tất cả những thứ này, tất cả các tòa nhà. Tất cả các tòa nhà được xây dựng trên hai cuộc chiến ảo. Đặc biệt về cầu Zip Tavarsan ở phần cuối thiết yếu ở đây. Và cả không gian Samnium. SNFTC về tiếp theo. Nếu bạn quan tâm đến những phần này, bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ danh sách này. Tôi có thể xem ở đây tất cả các bộ sưu tập NFT thời thượng ở đây. Ngày nay, tất cả chúng đều được thu thập từ thị trường biển mở. Tất cả chúng sẽ dựa trên Ethereum. Không có bất kỳ trừ Matching hoặc Solana hoặc Bogan. Như bạn có thể thấy ở đây nhiều hơn câu lạc bộ Aviv. Bộ sưu tập NFT thịnh hành với hơn 140 triệu tập. Giao dịch trong 7 ngày qua. Giá là 21, bạn cũng có thể nhấp vào đây để xem. Khối lượng thấp nhất trên giá là bao nhiêu? Giống như tôi có thể thấy những gì là thực thể đắt nhất đã bán trong 7 ngày qua. Như Bần Bán Siki sẽ bán được hơn 620,0 trong 7 ngày qua. Quyền khá lớn với một chủ sở hữu ở đây. Hoặc nếu bạn muốn cụ thể hơn trong lĩnh vực trò chơi, họ cũng có các thực thể trò chơi ở đây. Liệt kê tất cả các thực thể trò chơi thịnh hành. Tôi có thể thấy ở đây như Wizard và trò chơi say. Em trên đầu chúng tôi hơn 10 triệu đô la khối lượng. Trên Blazon, nét họ cũng liệt kê thông tin tiền xu. Và bạn có thể tìm kiếm trong các tấp mã thông báo này. Giống như những nơi khác như côn mặc cắt cắp trên CoinGecko. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể xem xét tất cả những điều này trên hai nền tảng đó vì họ có thêm thông tin. Và bây giờ chúng ta quay lại trang chủ chính thấp hơn một chút. Chúng ta có thể thấy tất cả dữ liệu nhỏ ở đây, bao gồm số lượng trò chơi, thực thể tòa nhà chiến tranh ảo, token và số lượng người dùng. Trong 24 giờ qua giao dịch và khối lượng. Nhưng ba người họ hiện đang ở trên Ethereum. Cuộn xuống là danh sách tất cả các dự án trò chơi hiện đang được liệt kê trên trang web này, chia theo thể loại khác nhau. Trạng thái thần thánh mà chúng ta đã tìm kiếm trước đây. Bạn cũng có thể bắt đầu chia sẻ cho trò chơi mà bạn muốn tìm kiếm. Ở đây và chúng tôi cũng liệt kê tất cả các trò chơi đã được chia sẻ rất nhiều trong trang web này. Một điều cực kỳ thú vị là bạn có thể thay đổi tất cả các phần. Bạn muốn tải ở đây nó siêu hữu ích. Vì tôi có thể bán bất kỳ trò chơi nào bán theo yêu cầu của tôi. Ví dụ như vậy, tôi muốn hiển thị nó cho trò chơi APG về hành quân tài chính. Danh sách tất cả các trò chơi APG về tài chính tuần hành. Có sẵn trên trang web. Và hiện có sẵn để tôi phát trực tiếp. Và nó sẽ liệt kê tất cả dự án chơi game phù hợp với nhu cầu của tôi. Đối với các lĩnh vực như bây giờ tôi có thể chơi Zakizone, tiền điện tử di động, Blazion Business diễu hành ngay bây giờ để kiếm mã thông báo. Hơn nữa, không chỉ là một nơi mà bạn nhận được viết tắt của lợi ích đầu nhưng vào, cũng bạn có thể kiếm thêm một số tiền từ việc tham gia các sự kiện và hàng tấn airdrop để bạn có thể vào phần này để chơi nó ngay tại đây. Vì vậy ngay bây giờ họ đang khởi chạy một sự kiện airdrop với và trên ván trượt biển mà bạn có thể tham gia. Ngay bây giờ, bạn nhấp vào đây và thực hiện một số nhiệm vụ ngắn hơn trên Glim và bạn sẽ có cơ hội nhận phần thưởng. Họ cũng có hệ thống phần thưởng của riêng mình với vị trí một điểm mà bạn có thể sử dụng để đổi lấy các thực thể trong tất cả giá trên các trang địa điểm một. Để săn một số điểm vị trí một, bạn phải tạo một tài khoản trên trang web bằng cách kết nối với ví của bạn. Hoàn thành một số công việc hàng ngày trên website. Thả tay vào cả trong các sự kiện cộng đồng bất hòa. Hiện tại phần thưởng vẫn chưa hết.
Vì vậy chúng tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì vào lúc này. Nhưng nếu bạn là người dùng tích cực của trang web này, tại sao không chỉ cần thử và có thể may mắn sẽ đến sử dụng? Như một điều thực sự sớm ở đây, có lẽ họ sẽ sớm mở phần thưởng và bạn là người đầu tiên. Vì vậy bạn có thể nhận được rất nhiều phần thưởng. Đó chỉ là ý kiến của tôi. Tốt, đó là tất cả những gì tôi muốn nói trong video này. Hy vọng chúng tôi có thể giúp bạn chia sẻ cho một dự án chơi game tốt. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để thể hiện sự ủng hộ và bắt kịp với tôi các tập hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.